Rồi. Nó sát vào mép. Mép nhồi vào thôi. Đấy. Bên trong phải nhớ có bột bột khô nhá. Trong phải nhớ có bột khô nhá các bạn nhá. Đấy. Nếu có bột khô thì nó lăn nó mới đều được nhá. Đấy. 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 Thấy chưa? Hơi to. Đây là hơi to. Hơi to 115g. 117g. 110g. To bao nhiêu? Là to để tí tao chỉnh lại nhá. Vì do cái này bột là nó điều chỉnh nhá. Cho bạn nhỏ một tiện đi. 10g à? Cứ tạm thời dưới đây nha, hơi to. Ở đây này, chừng nhỏ này, người ta vặn vào đây. Vặn vào một tí.